Chị bây giờ chắc là phải chuyển viện đi thôi. Nhưng mà để chuyển viện thì tốn nhiều chi phí, không có cố gắng nữa bác chị. Tìm cách cố gắng đi. Bây giờ ở đây không có cách gì để mình chữa chị đấy. Tìm cách nào để cho chị kia đi ra, đi xuống dưới kia mà điều trị nhá. Bây giờ ở đây là không chữa chị cả chị? Không có, bây giờ ta có mỗi lọc thuốc này để mà uống tạm thời thôi. Em cứ đưa về nhà trước. Vâng, cứ đưa chị kia về nhà trước. Thế nhá. Ở có đi nhá. Em ơi. Đi về. Con đây gọi mẹ đi về đi. Đi nào, đi đi về nhà nào. Về nhà chung em, chung mẹ nào. Con ngồi đây chung mẹ nhá. Ba nấu thức ăn cho ăn nhá. Không cho mẹ đi đâu nhá. Ha ha ha.
Cho mẹ nhé, cho mẹ đi đâu nhé. Thì mẹ lại chạy mất đấy. Rồi, chơi với mẹ đi nhá. Đừng có cho mẹ chạy đi mất nhá. Ba. Ừ. Ba chơi chạy đi cho. Con chơi ba cái. Thôi mẹ nhé, mẹ bị điên rồi đấy. Đừng có cho mẹ đi đâu nhé. Ôm lên mẹ đi, ôm mẹ đi, ôm mẹ vào đi. Có gì á? Có gì á? Nha. Nào, nằm con nào ấy. Đi, con ngồi đây chờ mẹ, cho mẹ nhé, không cho mẹ đi đâu nhé. Tí ba dùng ba mới gọi những con này cho nhé. Cho mẹ đừng có cho mẹ đi đâu nhé, cho mẹ ngủ im ở đây nhé. Đừng cho mẹ đi đâu nhá. Ngồi đây cho mẹ nhá con nhá. Đợi tí đã, đói đợi tí đã nhá. Đang của ba hầu ấy đi ạ. Con mẹ đi đâu nhé. Mẹ ơi, ba dữ lắm.
ăn. Ăn nhiều lắm. À, ăn, ăn. Mẹ lại đi điên rồi đấy. Ăn. Im lại. Con thử cho giảm mẹ, cho trả cho. Am. Ngồi im đi, cứ làm như thế làm con sợ chứ. Am. Ngồi im đấy. Làm con sợ kìa. Em. Am. Bắt thử không nhé con nhé. Em muốn ngồi một cái nhé. Con nhớ đi chị cho ba. Muốn ngồi một cái. Hả? Muốn ngồi một cái. Em muốn ngồi một cái nhé. Mẹ một cái, con một cái. Cái à? Con muốn cái nhà con cái xuống ớt. Tránh nhá, tránh nhá, nước sôi nhá, nước sôi nhá. Bỏ cái tay ra nhá. Đi tránh nhá. Ba lại lên lên ăn đi. Đi đi tránh. Con chạy ra ba nhá. Ăn.
của mẹ nè, của ba nè, của con, của ba nè, của mẹ nè, của con. Ăn đi, không em quá. Ăn. Cái này cái. Tôi nhé, ba mày đi nhé. Có đủ không em? Yeah.